Chương trình mua sắm hấp dẫn cho chúng ta nhanh chóng sở hữu ngay nồi cơm điện 1,8 lít của thương hiệu Bisson với dung tích 1,8 lít phù hợp cho cả nhà từ 4 đến 6 người cùng nấu ăn. Vỏ nồi làm bằng tôn sơn tĩnh điện, lòng nồi bằng hợp kim nhôm cao cấp, đặc biệt có mâm nhiệt lớn giúp truyền nhiệt nhanh và tỏa nhiệt đều, thức ăn nhanh chín hơn. Đáy nồi có thiết kế tổ ong, hạn chế bám dính và còn cháy hết thực phẩm nữa. Nắp nồi dày và kín hơn quý vị nha, từ đó giữ nhiệt lâu và cơm chín đều hơn. Nút gạt dễ dàng điều chỉnh giữa chế độ nấu và chế độ hâm nóng nữa chứ. Bảo hành 12 tháng trên toàn quốc. Với nồi cơm điện 1,8 lít của thương hiệu Bisson, tiện lợi hơn với đa chức năng nấu nướng, nấu cơm, nấu xôi, món hấp hoặc là món luộc, chế biến nhiều món ăn ngon hơn. Và bên cạnh đó thì quý vị đừng quên rằng sẽ có thêm quà tặng trong chương trình này nữa với giá cả hợp lý và quà tặng cực kỳ hấp dẫn, giúp cho không gian bếp của gia đình mình trở nên trọn vẹn hơn với trọn bộ bao gồm 2 chiếc nồi inox là quà tặng và thêm 1 chiếc chảo chống dính quý vị nha. Nồi với chất liệu là inox sáng bóng, dễ dàng chùi rửa, dùng được cho mọi loại bếp khác nhau kể cả bếp điện từ. Và chiếc chảo của chúng ta với tay cầm chắc chắn, chống bám dính và an toàn khi sử dụng. Mua sắm thỏa thích ngay bây giờ cùng VTV Hyundai Home Shopping. Minh Trí và Tú Trinh chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình mua sắm trên kênh VTV Hyundai Shopping. Một cơ hội để quý vị và các bạn có thể thay đổi những chiếc nồi cơm điện đã cũ, đã bị rò rỉ điện và sử dụng không an toàn. Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn từ thương hiệu rất là nổi tiếng và quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam, đó chính là nồi cơm điện của thương hiệu Bisson. Và như quý vị cũng thấy rằng là chiếc nồi cơm điện của thương hiệu Bisson có thiết kế rất là sang trọng, phù hợp cho mọi không gian bếp luôn, giúp cho mình là thực hiện được đa dạng món ăn nè, từ những món canh, món hầm, nấu cơm và cả những món hấp nữa quý vị nha. Bên cạnh đó là còn có thêm cả một bộ quà tặng chất lượng đi kèm cùng với lại chiếc nồi cơm điện của thương hiệu Bisson bảo hành 12 tháng ngày hôm nay. Có nồi cơm điện rồi Minh Trí ơi, mình thoải mái nấu được nhiều món ăn lắm nha. Chưa kể là kết hợp thêm quà tặng bao gồm là 2 chiếc nồi inox với đường kính lớn và còn có thêm cả 1 chiếc chảo chống dính nữa, thì mình sẽ có ngay cả một không gian bếp với đầy đủ những dụng cụ cần thiết luôn. Và mức giá thì sao nè, chỉ là 699.000 đồng mà thôi. 699.000 đồng của các bạn sẽ có ngay một chiếc nồi cơm điện 1,8 lít đến từ thương hiệu Bisson, được bảo hành trong vòng 12 tháng và đừng quên có thêm bộ quà tặng hấp dẫn, 2 chiếc nồi inox với đường kính 16 và 24 cm, thêm 1 chiếc chảo chống dính cao cấp với đường kính là 22 cm. Trong bộ quà tặng số lượng chỉ có giới hạn trong thời gian phát sóng, cho nên là chúc cho quý vị và các bạn có một đơn đặt hàng thành công bằng cách gọi vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình hoặc là truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn để chúng tôi có thể tư vấn kỹ hơn và giao hàng tận nhà 63 tỉnh thành trong cả nước và miễn phí chi phí vận chuyển. Một chiếc nồi cơm điện của thương hiệu Bisson đã được giới thiệu trên kênh mua sắm VTV Hyundai Shopping sẽ giúp cho quý vị và các bạn thuận tiện hơn trong việc là làm những món cơm, những món xôi nếp như thế này quý vị và các bạn nha. Dung tích 1,8 lít, lồng nồi dày dặn, một lớp chống dính và kết cấu đáy tổ ong, hạn chế việc cháy khét, dễ dàng vệ sinh chùi rửa và chống bám dính để giúp cho quý vị và các bạn là chúng ta nấu ăn tiện lợi, tiết kiệm thời gian, chỉ một nút bật mà thôi và trở về chế độ giữ ấm thực phẩm, nắp gài kín hơi và kết hợp với sự hấp bên trên để giúp chúng ta có thể là kết hợp cả hai món ăn trong cùng một chiếc nồi cơm điện. Thương hiệu Bisson, một trong những thương hiệu đã trở nên rất quen thuộc với nhiều người tiêu dùng Việt Nam. Mức giá chúng tôi đang áp dụng trong chương trình này chỉ là 699.000 đồng mà thôi. Giờ đây những món ăn kho hầm, những món ninh, những món lẩu súp chúng ta cũng có thể sử dụng với nồi cơm điện Bisson đang được giới thiệu trên kênh mua sắm VTV Nam Shopping, còn lại đi kèm thêm đó chính là quà tặng mà chúng tôi đang áp dụng khi mà quý vị và các bạn đặt hàng thành công. Không những là chúng ta sẽ có một chiếc nồi cơm điện của thương hiệu Bisson dung tích 1,8 lít, lồng nồi chống dính dày dặn, dễ dàng vệ sinh chùi rửa, mà quý vị và các bạn còn có thêm quà tặng đó chính là một chiếc chảo chống dính với đường kính 22 cm và 2 chiếc nồi inox với đường kính 16 và 24 cm để làm phong phú hơn những dụng cụ chế biến bên trong chính không gian bếp gia đình của mình. Hãy nhanh chóng sở hữu bằng cách đặt hàng bằng cách là gọi vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình hoặc là truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn. Một cách khác, quý vị và các bạn cũng có thể mua sắm qua phần mềm của thiết bị điện thoại di động và máy tính bảng để chúng tôi có thể giao hàng tận nơi, miễn phí chi phí vận chuyển trên toàn quốc. Sản phẩm nồi cơm điện 1,8 lít của thương hiệu Bisson, dung tích 1,8 lít phù hợp cho gia đình từ 4 đến 6 người. Vỏ nồi làm bằng tôn sơn tĩnh điện, lồng nồi bằng hợp kim nhôm cao cấp, mâm nhiệt lớn giúp truyền nhiệt nhanh, tỏa nhiệt đều. Đáy nồi có thiết kế tổ ong, hạn chế bám dính và cháy khét. Nắp nồi dày kín hơi, giữ nhiệt lâu, cơm chín đều hơn. Nút gạt dễ dàng điều chỉnh giữa chế độ nấu và hầm nóng. Bảo hành sản phẩm 12 tháng. Và bên cạnh đó thì với nồi cơm điện 1,8 lít của thương hiệu Bisson, quý vị cứ yên tâm là có chiếc nồi cơm điện này rồi, chúng ta nấu ăn dễ dàng hơn, tiện lợi hơn với đa chức năng nấu quý vị nha. Nấu cơm, nấu xôi, nấu cháo, nấu chè, làm món hấp và cả món luộc nữa, rất là tiện lợi mỗi ngày luôn. Và từ đó mình tự tin chế biến được nhiều món ăn thơm ngon cho bữa cơm hàng ngày.
Đặt hàng thành công, để quý vị và các bạn sẽ có một dòng sản phẩm thiết kế hiện đại và tinh tế, đó là nồi cơm điện 1,8 lít của thương hiệu Bixen, mức giá chỉ 699.000 đồng, bảo hành 12 tháng và tặng thêm hai nồi inox với đường kính 16 và 24 cm, một chảo chống dính với đường kính 22 cm, mang lại những bữa cơm hấp dẫn cho cả gia đình bạn. Và với quà tặng của chúng ta, những quà tặng rất là hấp dẫn đó quý vị ạ. À. Những quà tặng này giúp cho không gian bếp của nhà mình trở nên thêm trọn vẹn hơn với bộ hai nồi inox quý vị nha. Chất liệu inox sáng bóng và dễ dàng chùi rửa nữa, dùng được cho mọi loại bếp khác nhau, kể cả bếp điện từ luôn. Còn có thêm cả một chiếc chảo chống dính tay cầm chắc chắn, chống bám dính và an toàn khi chúng ta nấu ăn mỗi ngày. Hãy mua sắm ngay bây giờ và mua sắm thỏa thích cùng VTV Hiện Đại Home Shopping. Quý vị thân mến, như tất cả chúng ta cũng biết rằng là ngày nào mình không phải ăn cơm đúng không ạ? Và bữa cơm đối với mỗi gia đình là cực kỳ quan trọng luôn. Và mình chỉ có biết rằng đó nha, món ăn mà thơm ngon nhưng mà cơm không chín tới, là cơm không chín đều và cơm không nóng thì nó rất là tiếc cho bữa cơm của cả nhà mình luôn đó quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay thì quý vị ơi, mình đã có ngay một cơ hội nè, nấu cơm rất là nhanh chóng, bên cạnh đó là món hấp cũng dễ dàng, làm cả món canh, làm cả món hầm, bên cạnh đó là còn có thêm nấu xôi, nấu cháo và nấu chè nữa. Khi mình sở hữu ngay chiếc nồi cơm điện đến từ một thương hiệu quen thuộc, đó chính là thương hiệu Bixen quý vị nha, với dung tích là 1,8 lít luôn và còn có thêm lòng nồi chống dính với thiết kế đáy tổ ong cao cấp nữa chứ. 699.000 đồng mà thôi, bảo hành 1 năm, có thêm 3 quà tặng cho quý vị, bao gồm 2 chiếc nồi inox và có thêm cả một chiếc chảo chống dính nữa chứ. Còn bây giờ thì hãy cùng với Trinh và Trí nào quan sát kỹ hơn về sản phẩm chính ngày hôm nay quý vị nha. Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng quay trở lại không gian bếp và phim trường của VTV Nam Shopping. Giờ đây sẽ có là những chiếc nồi cơm điện của thương hiệu Bixen với một cái màu xám đen rất là sang trọng và sạch sẽ. Thương hiệu Bixen là một trong những thương hiệu đã trở nên rất là quen thuộc với nhiều người tiêu dùng Việt Nam và cũng chỉ là một nút bật mà thôi quý vị và các bạn nha. Sau khi nấu ăn xong thì cái nút bật này sẽ trở về vị trí là giữ ấm thực phẩm và dung tích ở bên trong đó chính là 1,8 lít cho gia đình có đông thành viên cùng với cái nắp cài rất là chắc chắn để giúp cho quý vị và các bạn chúng ta có thể là nấu rất là nhiều những cái món ăn khác nhau. Ở bên trong lòng nồi thì quý vị và các bạn có thể quan sát được đó chính là có kết cấu đáy tổ ong để hạn chế cái việc cháy khét và dễ dàng vệ sinh chùi rửa cùng với cái lòng nồi rất là dày dặn như thế này đây. Và để giúp cho quý vị và các bạn có thể là nấu ăn ngon hơn thì chúng ta cùng quan sát với cái bộ phận gia nhiệt với cái mâm nhiệt rất là lớn như thế này quý vị và các bạn nha, giúp cho cơm của chúng ta sẽ chín rất là nhanh, tiết kiệm được thời gian và công sức. Và ngoài ra là vỏ nồi làm bằng tôn sơn tĩnh điện rất là chắc chắn viền xung quanh như thế này. Và trong suốt quá trình nấu ăn, khi trở về với chế độ là giữ ấm thực phẩm thì nồi cơm điện Bixen lại có cái phần là ron cao su ở phần bên dưới nắp để giúp cho chúng ta là giữ kín hơi, từ đó những cái món cơm xôi gạo nếp của chúng ta sẽ nở tơi xốp mềm dẻo khi mà quý vị và các bạn đã quan sát được là một cái vòng ron cao su như thế này đây. Và từ đó chúng ta sẽ nấu ăn một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Và thương hiệu Bixen cũng là một thương hiệu đã trở nên rất là quen thuộc với nhiều người khách hàng ở trên VTV Now Shopping. Còn giờ đây thì chúng ta cùng quay lại với Tú Trinh để nấu ăn ngon hơn quý vị nhé. Cảm ơn Minh Trí rất là nhiều bởi vì những chia sẻ rất là cụ thể và chi tiết vừa rồi về sản phẩm chính ngày hôm nay của chúng ta quý vị nha. Nồi cơm điện của thương hiệu Bixen, và ngay bây giờ thì ở bên trong chiếc nồi này sẽ có ngay những món ăn thơm ngon và quen thuộc khi mà chúng ta nấu ăn ngon mỗi ngày. Khi nấu ăn xong rồi sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm quý vị ạ. À. Còn rồi. Bây giờ thì sao? Ở bên trong đây quý vị muốn ăn món gì ạ? À? Nấu cơm nè, nấu xôi, nấu cháo, nấu chè và thêm nhiều món ăn khác nữa. Và bây giờ sẽ là xôi đậu phộng lá dứa quý vị ơi. Không những là làm những cái món cơm khác nhau mà chúng ta cũng có thể nấu xôi nữa quý vị và các bạn nha. Ví dụ như là xôi đậu phộng như thế này đây, rất là mềm dẻo để quý vị và các bạn có thể quan sát được là trong những cái dịp hợp mặt cuối tuần, là trong những cái dịp lễ Tết thì chắc chắn là người Việt Nam chúng ta hay thường là nấu những cái loại xôi chè nữa. Thì mình sử dụng ngay với nồi cơm điện Bixen. Ở đây thì mình chỉ có thể là xới ngay cái phần đáy nồi để giúp cho quý vị và các bạn quan sát được là hạn chế cái việc cháy khét bởi vì cái kết cấu đáy nồi là đáy tổ ong quý vị và các bạn nha. Nên là mình cảm nhận được đó chính là cái mùi thơm nè, hoặc là chúng ta nấu xôi cùng với lại cái thực phẩm ở bên trên nữa, mình tiết kiệm rất là nhiều thời gian và công sức. Không chỉ là tiết kiệm nhiều thời gian và công sức đâu, bên cạnh đó thì Trí có biết rằng là nấu cơm, nấu xôi là điều rất là đơn giản rồi. Với những chiếc nồi cơm điện của thương hiệu Bixen ngày hôm nay thì quý vị sẽ còn nấu được thêm nhiều món ăn khác nữa, những món ăn có nhiều nước quý vị nha, giữ nhiệt lâu thế này đây và nhờ vào mâm nhiệt lớn ở bên trong. Còn bây giờ thì sẽ có thêm một món ăn khác nữa và món này rất là thích hợp khi mà chúng ta đang cần phải phục hồi sức khỏe của mình quý vị ạ. Những món ninh nè, những món hầm nè đều có thể là dễ dàng thực hiện được ngay thôi. Và bây giờ đó chính là món vịt tiềm nha quý vị. Vịt tiềm cùng với lại táo đỏ và nhiều loại thuốc bắc như thế này đây, rất là lý tưởng cho những người lớn tuổi trong nhà của mình nè. Và Trí xem nào là vịt có mềm nhừ từ trong ra ngoài hay không đây. Như quý vị và các bạn có thể quan sát là dung tích 1,8 lít ở bên trong chúng ta để ngay rất là nhiều cái tảng thịt to nè, cả những 3 hoặc là 4 cái đùi vịt khác nhau nữa. Và trong suốt quá trình là mình làm những cái món tiềm thì chắc chắn là quý vị và các bạn cần là một
một cái nồi cơm điện với cái bộ phận gia nhiệt tốt và công suất hoạt động mạnh mẽ, và từ đó những cái món tiền của chúng ta thì sẽ mềm nhừ như thế này quý vị và các bạn nha. Đó, rất là thơm ngon nha quý vị. Và cả phần da, phần thịt mềm nhừ như thế này đây, cùng với việc là truyền nhiệt nhanh và tỏa nhiệt đều như thế này, thì quý vị yên tâm một điều rằng là có chiếc nồi cơm điện của thương hiệu Bixen dung tích là 1,8 lít rồi thì món ăn nào mình cũng có thể linh động nấu được luôn đấy ạ. Đã có món xôi nè, đã có thêm đó chính là những cái món như là vịt tiềm, thì bây giờ mình sẽ còn có thêm món ăn khác nữa, nhưng mà là sự kết hợp hai trong một quý vị nha. Bởi vì phụ kiện đi kèm của chiếc nồi Bixen này là mình sẽ còn có thêm cả một sự hấp đi kèm, cho nên là phía bên trên đó Trí ơi, mình có thêm món hấp nè, rau củ quả hấp nè, há cảo hấp, bánh bao hấp và cả xôi hấp nữa chứ. Như vậy là chúng ta sẽ có thêm cái phần sự hấp để giúp cho cô và các bạn là chúng ta kết hợp cả hai món ăn trong cùng một chiếc nồi cơm điện 1,8 lít của thương hiệu Bixen. Hồi nãy là mình có xôi đậu phộng, còn bây giờ sẽ là cái món xôi gà quý vị nha, rất là hấp dẫn. Cái món xôi của chúng ta khi mà mình thực hiện chung với đùi gà nữa thì chắc chắn là khi thực hiện với nồi cơm điện Bixen thì món xôi sẽ rất là hấp dẫn, tôi Trinh ha. Đúng rồi, không chỉ chúng ta nấu xôi gà là chúng ta nấu cơm gà nè, hay là chúng ta nấu được nhiều món ăn khác quý vị nha. Và quý vị thấy rằng là cả nhà của mình là từ 4 đến 6 thành viên thì sao ạ? Mình đã có một chiếc nồi với là dung tích là 1,8 lít như vậy rồi. Ở bên trên mình sẽ có thêm là cả món hấp như vậy luôn. Nên là chúng ta có thể là nấu ăn kết hợp hai trong một như thế này đây, rất là tiết kiệm về thời gian cho cả nhà của mình nữa. Thiết kế sang trọng phù hợp cho mọi không gian bếp quý vị nha. 699.000 đồng đã có ngay một chiếc nồi cơm điện của thương hiệu Bixen bảo hành 1 năm. Chưa hết, mình có thêm một bộ đến 3 quà tặng lần đó. Quà tặng số lượng giới hạn trong thời gian phát sóng chương trình này. Đầu tiên chúng ta sẽ có hai chiếc nồi inox có đường kính 16 và 24 cm. Nồi inox như thế này sẽ giúp cho mình làm những món canh nè, những cái món kho hầm. Và hai nồi inox này có thể sử dụng trên cả bếp điện từ quý vị các bạn nha. Như vậy là chất liệu inox rất là bền chắc. Và bên cạnh đó lại còn sáng bóng nè quý vị nha. Hai chiếc nồi có hai kích thước lớn luôn và cả nắp inox nữa chứ. Nên quý vị có thể thấy được rằng là đó, Trinh có thể nấu được là cả một nồi canh giò heo với kim chi như thế này nè. Rất là hấp dẫn nha quý vị. Khối lượng thực phẩm thì nhiều, bởi vì hai chiếc nồi của chúng ta được quà tặng nhưng mà có kích thước lớn quý vị ơi. Dùng được cho mọi loại bếp khác nhau, kể cả bếp điện từ luôn. Đừng quên là mình sẽ còn có thêm cả một chiếc chảo chống dính nha quý vị, và đường kính cũng là 22 cm nữa chứ. Cho nên là bây giờ nồi cơm thì mình đã có rồi nè, có thêm hai nồi, có thêm một chảo nữa và đầy đủ những dụng cụ cần thiết khi nấu ăn hàng ngày luôn. Mức giá chỉ là 699.000 đồng. Và một lần nữa quý vị các bạn nhìn lại, chúng ta sẽ có trọn một đơn đặt hàng thành công, bao gồm đầu tiên sẽ có ngay một chiếc nồi cơm điện 1,8 lít của thương hiệu Bixen được bảo hành trong vòng 12 tháng với lòng nồi có cái kết cấu tổ ong để hạn chế việc cháy khét và dễ dàng vệ sinh chùi rửa. Và bên cạnh đó thì mình sẽ còn có thêm là phụ kiện đi kèm là cả một sự hấp quý vị nha, để mình kết hợp làm thêm cả món hấp ở phía bên trên nữa. Chưa hết đâu ạ, với mức giá hấp dẫn này đây, 699.000 đồng, bảo hành 12 tháng trên toàn quốc, và quý vị sẽ còn được nhận tặng thêm đến bộ 3 quà tặng nữa, thêm hai chiếc nồi inox cao cấp với đường kính lần lượt là 16 và 24 cm luôn, thêm một chiếc chảo chống dính tay cầm cán dài đường kính là 22 cm nữa. 3 quà tặng này với số lượng rất là có hạn quý vị ơi. Hãy nhanh chóng đặt hàng bằng cách gọi vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình, hoặc là truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn để chúng tôi có thể giao hàng tận nhà và miễn phí chi phí vận chuyển. Chương trình mua sắm hấp dẫn với thời gian đang dần trôi qua rồi quý vị ạ. Nhanh chóng sở hữu ngay nồi cơm điện 1,8 lít của thương hiệu Bixen với dung tích 1,8 lít phù hợp cho cả nhà từ 4 đến 6 người cùng thưởng thức luôn. Bỏ nồi được làm bằng tôn sơn tĩnh điện nha quý vị. Lòng nồi bằng hợp kim nhôm cao cấp, có thêm mâm nhiệt lớn nữa giúp truyền nhiệt nhanh và tỏa nhiệt đều. Đáy nồi có thiết kế tổ ong, từ đó hạn chế bám dính và cháy khét thực phẩm. Nắp nồi dày và kín hơi giúp giữ nhiệt lâu hơn và cơm chín đều hơn. Nút gạt dễ dàng điều chỉnh giữa chế độ nấu và chế độ hâm nóng nữa chứ. Quý vị ăn tâm sử dụng, bảo hành 12 tháng. Sản phẩm nồi cơm điện 1,8 lít của thương hiệu Bixen tiện lợi hơn với đa chức năng nấu, nấu cơm, nấu xôi, hấp hoặc luộc, chế biến nhiều món ăn thơm ngon. Và bên cạnh đó thì mức giá chúng ta hãy nên đầu tư ngay bây giờ, bởi vì cực kỳ hợp lý quý vị ạ. Trọn bộ sản phẩm ngày hôm nay bao gồm nồi cơm điện 1,8 lít của thương hiệu Bixen với thiết kế hiện đại tinh tế, mức giá ưu đãi 699.000 đồng mà thôi. Nhận tặng thêm đến 3 quà tặng bao gồm quý vị ơi, hai nồi inox với đường kính là 16 và 24 cm, thêm một chiếc chảo chống dính với đường kính là 22 cm nữa chứ, mang lại những bữa cơm hấp dẫn cho cả gia đình. Giá cả hợp lý, quà tặng hấp dẫn giúp không gian bếp gia đình thêm trọn vẹn với hai nồi inox chất liệu bằng inox sáng bóng, dễ dàng chùi rửa, một chảo chống dính tay cầm chắc chắn, chống bám dính an toàn khi sử dụng. Mua sắm thỏa thích cùng VTV Hyundai.
Quý vị và các bạn đang muốn tìm kiếm một chiếc nồi cơm điện mới thay cho những chiếc nồi cơm điện đã cũ, đã bị rò rỉ điện và lớp chống dính đã bị bong tróc không còn chất lượng ở bên trong chính không gian bếp gia đình của mình, thì hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội, bởi vì thời gian phát sóng chương trình đã trôi qua rất nhanh. Đây là cơ hội để quý vị và các bạn có một dịp mua sắm rất là hấp dẫn với mức giá là 699.000 đồng, có ngay một nồi cơm điện dung tích 1,8 lít đến từ thương hiệu Bixon, màu xám đen rất là sang trọng và sạch sẽ cho không gian bếp, đi kèm sửng hấp, lồng nồi chống dính dày dặn và hiệu quả hơn với kết cấu đáy tổ ong, dễ dàng làm được những món cơm, những món xôi nếp dẻo và có đi kèm sửng hấp ở bên trên, để chúng ta có thể là kết hợp cả hai món ăn trong cùng một chiếc nồi cơm điện của thương hiệu Bixon. Ngoài ra chúng ta làm được những món kho hầm đậm màu, đậm gia vị, dễ dàng vệ sinh chùi rửa, đảm bảo an toàn cho sức khỏe cũng như là tiết kiệm được công sức cho những người nội trợ. Với thương hiệu Bixon là một trong những thương hiệu đã trở nên rất quen thuộc trên kênh mua sắm VTV Hình Đàm Shopping. Mức giá chúng tôi đang áp dụng là 699.000 đồng, được bảo hành trong vòng 12 tháng và ngoài ra còn có thêm quà tặng nữa quý vị và các bạn nha. Tặng kèm hai chiếc nồi inox với đường kính 16 và 24 cm, thêm một chảo chống dính cao cấp với đường kính 22 cm. Quà tặng chất lượng, tuy nhiên số lượng cũng chỉ có giới hạn trong thời gian phát sóng chương trình này. Chúc cho quý vị và các bạn có một đôi đơn hàng thành công. Số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, gọi ngay để chúng tôi được tư vấn hoặc là có thể truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn, giao hàng tận nơi, miễn phí chi phí vận chuyển trên toàn quốc. VTV Hyundai mang cả không gian mua sắm tiết kiệm và tiện lợi đến ngay trong ngôi nhà của bạn. Chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi, rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Khách hàng an tâm thanh khoản chỉ sau khi đã kiểm tra và nhận đủ hàng hóa. Bên cạnh đó, khách hàng còn được đổi trả hàng miễn phí trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng. Khuyến khách lưu ý giữ lại hóa đơn đầy đủ để được hưởng chính sách bảo hành sản phẩm. Hãy nhanh tay gọi ngay đến 1900 7137 để được tư vấn và đặt hàng 24/7. Quay trở lại với không gian phim trường của VTV Hyundai Hàm Xuất Viên, giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ tiếp tục nấu ăn với sản phẩm chính ngày hôm nay, một chiếc nồi cơm điện 1,8 lít đến từ thương hiệu Bixon, sẽ được bảo hành trong vòng 12 tháng và với cái màu sắc đó là màu xám đen, rất là sang trọng cho không gian bếp của mình quý vị và các bạn nha. Và thương hiệu Bixon cũng là thương hiệu đã trở nên rất là quen thuộc với nhiều người tiêu dùng Việt Nam rồi. Hôm nay là một sự kết hợp với VTV Hyundai Hàm Xuất Viên sẽ giúp cho quý vị và các bạn là chúng ta nấu ăn ngon hơn, thiết kế đẹp mắt và dung tích lớn là 1,8 lít. Ở bên trong lồng nồi chúng ta có thể là nấu rất là nhiều cái khối lượng thực phẩm khác nhau, từ những cái món ngọt hay là những cái món mặn khác nhau, và cũng như cái nắp cài rất là chắc chắn mà chúng ta có thể quan sát được. Đây chính là những cái món ví dụ như là mình nấu chè đi Tú Trinh ha. Đúng rồi, và bây giờ thì quý vị thấy rằng là nồi cơm điện đâu phải chỉ là nấu cơm không đâu Minh Trí ha, nấu rồi. Xôi nè, nấu cháo nè, mình nấu chè nữa. Wow, chè hạt sen nè, và có thêm là đậu xanh và thêm củ năng nữa, lá dứa nữa, mát rượu như vậy đây, mình ăn vào rất là tốt cho cơ thể của mình quý vị ơi. Như vậy là sau những cái món ăn chính, chúng ta cũng sẽ có những cái món tráng miệng như thế này nữa, có thể là giải nhiệt nữa, giúp cho cơ thể của mình có thể là giải nhiệt cùng với chè đậu xanh hạt sen như thế này. Và ngoài nấu chè mình có thể nấu gì nữa Tú Trinh ha? Nấu rất là nhiều món đó quý vị, thậm chí là cả làm bánh luôn đấy ạ. Quý vị hãy tưởng tượng xem là mình làm bánh bông lan cùng với nồi cơm điện thì sao? Rất là dễ dàng nếu như chúng ta sẽ có những món bánh bông lan nè, bánh chuối nè, những cái món bánh nướng, bánh hấp như vậy mà có được một chiếc nồi với lòng nồi chống dính ở bên trong thì quý vị cứ yên tâm nha. Một nút gạt duy nhất mà thôi đã chín bánh rồi, đã nấu ăn xong rồi, tự động chuyển sang chế độ giữ ấm, và bây giờ thì với phần nắp cài tiện lợi này ở bên trong giữ nhiệt rất là tốt nha quý vị, mình sẽ có ngay là món bánh chuối nướng quá là hấp dẫn đó Trí ơi. Quý vị và các bạn có thể quan sát là cùng với cái lồng nồi có kết cấu tổ ong cho nên là mình có thể là dễ dàng làm được những cái món bánh khác nhau. Ở đây thì Minh Trí có thể là nâng lên để quý vị và các bạn quan sát được là hạn chế cái việc cháy khét quý vị và các bạn nha. Nấu ăn rất là đơn giản và nhanh chóng cùng với cái lồng nồi rất là dày dặn, và cái bộ phận gia nhiệt nó sẽ giúp cho cái món bánh của chúng ta chín đều hơn cả cái phần vỏ bánh bên ngoài và cả cái phần nhân bánh ở bên trong nữa. Và bên cạnh đó thì quý vị cứ nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta làm bánh thì mình phải có những cái lò nướng thông thường chẳng hạn, thì bây giờ mình vẫn có thể là thực hiện được những món bánh thơm ngon như thế này với một chiếc nồi cơm điện, nhưng với điều kiện là lòng nồi phải chống dính nha, nồi cơm điện của thương hiệu Bixon dung tích 1,8 lít nha quý vị. Còn bây giờ nha Minh Trí và quý vị à, thêm một bất ngờ nữa, mình sẽ có đến hai món ăn cùng một lúc luôn, và tất nhiên là nấu hai món mà cùng một lúc thì rất là tiết kiệm thời gian, vẫn đảm bảo được thực phẩm chín đều và rất là thơm ngon khi nồi cơm điện của chúng ta có thêm sửng hấp đi kèm rồi đó. Quý vị các bạn có thể quan sát được là bên trong nồi cơm điện với dung tích lớn là 1,8 lít cho gia đình của chúng ta có đông thành viên thì chúng ta cũng có thể là nấu với cả một khối lượng thực phẩm lớn. Và thương hiệu Bixon cũng là một cái thương hiệu rất là quen thuộc rồi. Và sau đó là chúng ta có thể quan sát ở bên trong, đi kèm đó chúng ta cũng sẽ có ngay đó là cái phần sửng hấp nữa quý vị và các bạn nha. Với cái nắp cài rất là chắc chắn như thế này đây thì mình chỉ có thể là mở ra, quý vị quan sát ở bên trên, chúng ta có thể làm món cá hấp nữa, rất là hấp dẫn Tú Trinh ha. Đúng rồi, cá hấp rất là hấp dẫn, cá hấp với bầu nha quý vị. Ở bên trên mình có cả một con cá hấp luôn rồi, nhưng còn bên dưới chưa hết đâu ạ. Ở trên cá hấp thì dưới sẽ là cá kho cho quý vị cùng
thưởng thức nè. Quý vị các bạn quan sát là không những là cái món ngọt mà chúng ta cũng có thể làm những cái món kho mặn và đậm màu, đậm gia vị như thế này. Tuy nhiên là với lòng nồi dày dặn, hạn chế cái việc bám dính và cháy khét, mình làm được những cái món kho, ví dụ như là cá kho như thế này rất là hấp dẫn quý vị nha. Không chỉ là hấp dẫn đâu mà là còn nóng hổi nữa quý vị. Thực phẩm lúc nào cũng nóng như thế này thì tất nhiên là mình ăn kèm với lại cơm nóng sẽ rất là thơm ngon đây. Bởi vì sản phẩm của mình là có mâm nhiệt lớn nha quý vị ơi. Mâm nhiệt lớn là truyền nhiệt rất là nhanh và giữ nhiệt ở bên trong nữa. Cho nên là một lần chúng ta nấu ăn, món ăn luôn luôn nóng đợi cả nhà của mình cùng thưởng thức. Còn bây giờ thì quý vị hãy cùng tiếp tục nhìn xem nha. Đây chính là sản phẩm quà tặng với số lượng có hạn, đi kèm cùng với chiếc nồi cơm này của thương hiệu Bixen. Một chiếc chảo chống dính nha quý vị, với lòng chảo chống dính thế này đây rất là đẹp mắt luôn. Và khi nấu ăn mình hạn chế tối đa dầu mỡ nha. Và còn có thêm là cả phần tay cầm cán dài nữa. Giờ đây thì Trinh sẽ không cần dùng dầu nha Minh Trí, nhưng mà vẫn có thể thực hiện được những món ăn cho Trí cùng thưởng thức nè. Cùng với chiếc chảo chống dính với đường kính là 22cm với tay cầm cách nhiệt, mình có thể làm những cái món ví dụ là phi lê cá cùng với cái phần nước sốt như thế này. Đậm màu, đậm gia vị nhưng mà đã có lớp chống dính rồi nên là rất là an tâm. Ở trong suốt quá trình là mình chiên xào khác nhau và mình có thể là cho thêm cái phần nước sốt nữa. Cùng với chảo chống dính dày dặn, mình lật trở thực phẩm thì cũng để nguyên cái phần phi lê cá rất là thẩm mỹ như thế này nè tôi Trinh ha. Và Minh Trí thấy rằng là khi mà chúng ta có thêm nước sốt như thế này nữa đây nè, thì quý vị thấy rằng là với chiếc chảo có đường kính là 22cm nha, thì mình có thể là thực hiện được rất là nhiều những món ăn luôn đó. Những món chiên, những món xào cho cả nhà của chúng ta cùng thưởng thức như vậy. Và quý vị nhìn xem là Trinh không có cần phải dùng dầu nha quý vị, nhưng mà sao món ăn vẫn chín đều cả hai mặt cá như thế này đây. Đó, rất là thơm ngon quý vị ơi. Vừa hấp dẫn như thế này nè, mà lại còn có thêm là đầy đủ những sản phẩm quà tặng đi kèm nữa, với mức giá chỉ là 699.000 đồng mà thôi. Tuy nhiên là thời gian phát sóng chương trình không còn nhiều, một lần nữa quay trở lại với không gian phim trường của VTV Now Shopping. Quý vị các bạn có thể nhìn lại một đơn đặt hàng thành công ngày hôm nay đến từ thương hiệu Bixen. Để có được quà tặng thì chúng ta phải nhanh chóng nắm bắt để có được sản phẩm chính nữa quý vị và các bạn nha. Một nồi cơm điện của thương hiệu Bixen, dung tích là 1,8 lít với một cái màu xám đen rất là sang trọng và phù hợp cho mọi không gian bếp gia đình của chúng ta. Dung tích lớn, nấu ăn nhiều và tiết kiệm thời gian với công sức với một nút bật mà thôi. Và sau khi nấu ăn xong thì cái nút bật này sẽ trở về cái vị trí là giữ ấm thực phẩm. Như vậy là món ăn lúc nào cũng thơm ngon nè, hấp dẫn. Sản phẩm này sẽ được bảo hành trong vòng 12 tháng đến thương hiệu nổi tiếng và quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam. Đó chính là thương hiệu Bixen. Ở bên trong có nắp cài chắc chắn và với cái lồng nồi kết cấu là đáy tổ ong nữa thì sẽ giúp cho quý vị và các bạn là chúng ta hạn chế cái việc cháy khét, nấu ăn dễ dàng và cũng như là dễ dàng vệ sinh chùi rửa. Và khác là chúng ta còn có bên trong bộ phận gia nhiệt như thế này rất là dày dặn và cùng với cái chất liệu tôn sơn tĩnh điện rất là chắc chắn quý vị và các bạn nha. Nấu ăn nhanh chóng, đơn giản hơn. Món hầm hấp, món kho, món ninh hầm khác nhau, món chiên xào nữa thì chúng ta cũng đã có nồi cơm điện Bixen. Và đừng quên còn có thêm quà tặng. Và thưa quý vị, quà tặng của chúng ta với số lượng rất là có hạn như là Minh Trí cũng đã chia sẻ với quý vị đó. Món canh, món kho, món ninh, món hầm, nấu cơm, nấu xôi, nấu cháo, nấu chè và còn thêm món chiên, món xào nữa quý vị nha. 699.000 đồng là số tiền chúng ta đầu tư một lần ngay bây giờ mà thôi nha quý vị. Nhưng mình sẽ có thêm đến 3 quà tặng cho tất cả quý vị luôn. Hai nồi inox đường kính là 16 và 24cm nè. Một chiếc chảo chống dính có tay cầm cán dài, đường kính là 22cm nữa. 3 quà tặng này số lượng không có nhiều và chỉ có trong chương trình này mà thôi. Ngay bây giờ quý vị ơi, tổng đài đã sẵn sàng rồi. Gọi điện thoại về để chúng tôi giao quý vị về tận nơi luôn nha. Và tất nhiên là miễn phí giao hàng 63 tỉnh thành trên cả nước. Quý vị và các bạn đang muốn tìm kiếm một chiếc nồi cơm điện mới thay cho những chiếc nồi cơm điện đã cũ, đã bị rò rỉ điện và lớp chống dính đã bị bong tróc không còn chất lượng ở bên trong chính không gian bếp gia đình của mình, thì hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội bởi vì thời gian phát sóng chương trình đã trôi qua rất nhanh. Đây là cơ hội để quý vị và các bạn có một dịp mua sắm rất là hấp dẫn với mức giá là 699.000 đồng. Có ngay một nồi cơm điện dung tích 1,8 lít đến từ thương hiệu Bixen, màu xám đen rất là sang trọng và sạch sẽ cho không gian bếp, đi kèm sừng hấp, lồng nồi chống dính dày dặn và hiệu quả hơn với kết cấu đáy tổ ong, dễ dàng làm được những món cơm, những món xôi nếp dẻo và có đi kèm sừng hấp ở bên trên để chúng ta có thể là kết hợp cả hai món ăn trong cùng một chiếc nồi cơm điện của thương hiệu Bixen. Ngoài ra chúng ta làm được những món kho hầm đậm màu, đậm gia vị, dễ dàng vệ sinh chùi rửa, đảm bảo an toàn cho sức khỏe cũng như là tiết kiệm được công suất cho những người nội trợ. Với thương hiệu Bixen là một trong những thương hiệu đã trở nên rất quen thuộc trên kênh mua sắm VTV Hyundai Shopping. Mức giá chúng tôi đang áp dụng là 699.000 đồng, được bảo hành trong vòng 12 tháng và ngoài ra còn có thêm quà tặng nữa quý vị và các bạn nha. Tặng kèm hai chiếc nồi inox với đường kính 16 và 24cm, thêm một chảo chống dính cao cấp với đường kính 22cm. Quà tặng chất lượng, tuy nhiên số lượng cũng chỉ có giới hạn trong thời gian phát sóng chương trình này. Chúc cho quý vị và các bạn có một đơn hàng thành công. Số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, gọi ngay để chúng tôi được tư vấn hoặc là có thể truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn, giao hàng tận nơi, miễn phí chi phí vận chuyển trên toàn quốc.
Sản phẩm nồi cơm điện 1,8 lít của thương hiệu Bixen, dung tích 1,8 lít phù hợp cho gia đình từ 4 đến 6 người. Vỏ nồi làm bằng tôn sơn tĩnh điện, lồng nồi bằng hợp kim nhôm cao cấp, mầm nhiệt lớn, giúp truyền nhiệt nhanh, tỏa nhiệt đều. Đáy nồi có thiết kế tổ ong, hạn chế bám dính và cháy khét. Nắp nồi dày, kín hơi, giữ nhiệt lâu, cơm chín đều hơn. Nút gạt dễ dàng điều chỉnh giữa chế độ nấu và hầm nóng. Bảo hành sản phẩm 12 tháng. Và bên cạnh đó thì với nồi cơm điện 1,8 lít của thương hiệu Bixen, quý vị cứ yên tâm là có chiếc nồi cơm điện này rồi, chúng ta nấu ăn dễ dàng hơn, tiện lợi hơn với đa chức năng nấu quý vị nha. Nấu cơm, nấu xôi, nấu cháo, nấu chè, làm món hấp và cả món luộc nữa, rất là tiện lợi mỗi ngày luôn. Và từ đó mình tự tin chế biến được nhiều món ăn thơm ngon cho bữa cơm hàng ngày. Đặt hàng thành công để quý vị và các bạn sẽ có một dòng sản phẩm thiết kế hiện đại và tinh tế, đó là nồi cơm điện 1,8 lít của thương hiệu Bixen, mức giá chỉ 699.000 đồng, bảo hành 12 tháng và tặng thêm hai nồi inox với đường kính 16 và 24 cm, một chảo chống dính với đường kính 22 cm, mang lại những bữa cơm hấp dẫn cho cả gia đình bạn. Và với quà tặng của chúng ta, những quà tặng rất là hấp dẫn đó quý vị ạ. À, những quà tặng này giúp cho không gian bếp của nhà mình trở nên thêm trọn vẹn hơn với bộ hai nồi inox quý vị nha. Chất liệu inox sáng bóng và dễ dàng chùi rửa nữa, dùng được cho mọi loại bếp khác nhau, kể cả bếp điện từ luôn. Còn có thêm cả một chiếc chảo chống dính tay cầm chắc chắn, chống bám dính và an toàn khi chúng ta nấu ăn mỗi ngày. Hãy mua sắm ngay bây giờ và mua sắm thỏa thích cùng VTV Hiện Đại Home Shopping. Quý vị thân mến, như vậy là thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều đúng không ạ? Và trong suốt chương trình ngày hôm nay thì quý vị cũng thấy rằng là với một bộ sản phẩm mà vừa có nồi cơm điện nè, vừa có hai chiếc nồi inox quà tặng, có thêm cả một chiếc chảo chống dính nữa, thì bản thân của Trinh và Trí đã thực hiện được cả một bữa ăn phong phú cho cả nhà của mình rồi. Quý vị đừng quên là chiếc nồi cơm điện của thương hiệu Bixen với thiết kế rất là đẹp mắt nha, và lại còn giúp cho mình nấu ăn đa dạng hơn mỗi ngày nữa đó. Cùng với dung tích 1,8 lít lồng nồi kết cấu đáy tổ ong để có thể nấu cơm, xào, hấp, làm những món hầm, những cái món luộc và cả nấu xôi nữa. Nồi cơm điện đa chức năng của thương hiệu Bixen, dung tích 1,8 lít được bảo hành trong vòng 12 tháng với màu sắc xám đen rất là sang trọng và sạch sẽ, phù hợp cho mọi không gian bếp gia đình người Việt Nam. Bảo hành 12 tháng nấu cơm nhanh chóng hơn, tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được công sức cho những người nội trợ. Mức giá 699.000 đồng và quý vị và các bạn đừng quên đặt hàng thành công ngay bây giờ để chúng ta còn có thêm một bộ quà tặng hấp dẫn. Đúng rồi thưa quý vị, một bộ quà tặng bao gồm là gì ạ? Đến 3 quà tặng luôn. Đầu tiên là mình sẽ có ngay hai chiếc nồi inox sáng bóng nha quý vị, với đường kính lớn là 16 và cả 24 cm luôn, nồi chung và cả nồi lớn nữa, mình nấu ăn được nhiều món khác nhau, và có thêm cả một chiếc chảo chống dính tay cầm chắc chắn đường kính là 22 cm nữa đó. Sản phẩm quà tặng chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng chương trình này, chúc cho quý vị và các bạn có một đơn đặt hàng thành công. Đúng bởi rồi. Vì sao à? Không những là có một bộ quà tặng hấp dẫn mà chúng ta còn được áp dụng mức giá ưu đãi 699.000 đồng mà thôi. Đặt hàng nhanh chóng bằng cách là gọi điện vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình hoặc là truy cập vào website bán hàng trực tuyến là vtvhuynhdai.vn. Đúng rồi thưa quý vị, truy cập ngay bây giờ là chúng ta còn có thêm những ưu đãi khuyến mãi hấp dẫn khác khi mua sắm thỏa thích cùng VTV Hiện Đại Home Shopping quý vị nha. 699.000 đồng có ngay một chiếc nồi cơm điện của thương hiệu Bixen, bảo hành 12 tháng trên toàn quốc luôn, thiết kế đẹp mắt nè, lại còn dày dặn và chắc chắn nữa. Và đừng quên là có thêm đến bộ 3 quà tặng nữa, nồi cơm điện có rồi, hai chiếc nồi inox cũng đã có rồi, có thêm một chiếc chảo chống dính nữa, thoải mái chiên xào luôn. Một bộ sản phẩm không thể thiếu dành đến cho không gian bếp của mỗi gia đình quý vị ạ. Chúc cho quý vị và các bạn có một đơn đặt hàng thành công và chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn, giao hàng tận nhà 63 tỉnh thành trong cả nước. Nên đến đây thì thời gian phát sóng chương trình sẽ được khép lại. Mình xin và tôi xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những lần mua sắm tiếp theo. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại www.vindai.vn.